Chuyển sang các thông tin về tình hình Nga-Ukraine. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, văn kiện này đã không được thông qua do Nga, một trong năm nước ủy viên thường trực, đã phủ quyết. Thông tin từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam từ trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Nghị quyết do Mỹ và Albany soạn thảo đã nhận được sự ủng hộ của 11 trong tổng số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Trung Quốc cùng hai nước ủy viên không thường trực là Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE bỏ phiếu trắng, trong khi Nga bỏ phiếu phủ quyết. Dự thảo nghị quyết trên bao gồm việc phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và yêu cầu Moscow dừng ngay các hoạt động quân sự, đồng thời rút quân vô điều kiện khỏi Ukraine. Theo kế hoạch, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu về một nghị quyết liên quan tới vấn đề Ukraine, song chưa rõ thời gian cụ thể. Tuy nhiên, nghị quyết này không mang tính ràng buộc như nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Mặc dù việc nghị quyết dự thảo này không thông qua được đã được dự báo từ trước, nhưng đây vẫn là động thái cho thấy Ukraine đang là vấn đề nóng nhất trên bàn nghị sự của Hội đồng Bảo an. Chỉ khi các bên liên quan cùng có thiện chí hướng tới giải quyết cuộc xung đột thông qua con đường ngoại giao hòa bình, thì cuộc khủng hoảng hiện nay mới có thể chấm dứt. Khắc Hiếu, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ.